Chào các bạn. Tử vi Việt Nam xin luận giải lá số của một đương số sinh năm 1994, sinh ngày 20 tháng 8 dương lịch và sinh vào giờ Thìn. Đây là một lá số mà bản mệnh là Sơn đầu hỏa, mà cục là Mộc tam cục, mệnh chủ là Lộc toàn. Nửa đời đầu kiếm được nhiều tiền đấy. Thân chủ là Văn xương, nửa đời sau thì sống một cách nghệ sĩ. Văn chương tốt. Bản mệnh sinh cục là sinh ra được hợp ngũ hành. Đấy, sinh ra vừa hợp âm dương vừa hợp ngũ hành. Đây là một lá số tương đối đẹp về mặt âm dương ngũ hành. Nam mệnh đóng tại cung dương thổ, đây là hợp âm dương. Rồi lại về ngũ hành là bản mệnh sinh cục, bởi vì bản mệnh là Sơn đầu hỏa, cục lại là Mộc tam cục, Mộc hỏa. Đấy, Mộc học sinh hỏa nên là bản mệnh sinh cục. Và thân cư tài bạch, bởi vì là sinh vào giờ Thìn thì thân cư tài bạch tại cung Tý đó. Thì các bạn nhìn qua đây là một lá số mà cung mệnh có hai cái sao Thiên Cơ, Thiên Lương rực sáng, hai sao rất sáng tại mệnh. Cùng phụ mẫu có sao Tử Vi Thất Sát Miếu Địa, Thất Sát Vượng Địa, cùng Phúc Đức Vô Chính Diệu, cùng Điền Trạch Vô Chính Diệu, cùng Quan Lộc là có mã khốc khách. Đấy, các bạn biết rồi, chồng mà không khách là chồng của nghệ sĩ nổi tiếng. Cung nô bộc có liêm trinh phá quân gặp tuần triệt. Đấy, có hỷ thần thiên phúc hoa quyền hoa lộc. Cung thiên di vô chính diệu có tả phù chiếu mệnh, rồi quốc ấn thai phụ thiên thọ. Rồi cung tần ách có sao thiên phủ, rồi đại hao. Cung thân tài bạch có sao thiên đồng thái âm. Cung tử tức có hai sao vũ tham đồng hành, Miếu Địa rực sáng nằm tại cung Sửu, tuyệt vời. Cung phu thê có Thái Dương Cự Môn Vượng Địa Lộc toàn, thiên tài nằm cung phu thê. Cung huynh đệ có sao Thiên Tướng Hãm Địa, đào hoa gặp địa kiếp. Thế thì các bạn nhìn ở đây là một lá số tương đối đẹp, bởi vì sao? Vì tất cả các sao đa số là miếu vượng. Cái chòm liêm trinh phá quân nằm tại cung thiên di này, mặc dù nó hãm nhưng lại gặp tuần triệt thì đóng thì nó sẽ không hãm, mà nó sẽ tương đương với như kiểu vượng và đắc, nó không xấu. Xấu nhất có một cái cung gọi là cung huynh đệ có sao Thiên Tướng Hãm Địa thôi. Và cái sự xấu ở đây ấy, nó sẽ làm gì, không phải là người em hoặc người anh không tốt, mà là vì mẹ có bỏ đi khoảng hai người con, hai người anh chị em, và những người đấy là họ cảm giác là không tốt, và họ có chút sân hận đối với những người đang sống này này. Có những đứa trẻ con mà sau khi mà cha mẹ bỏ đi ấy, phá thai hoặc là nạo thai mà họ không siêu thoát được, họ vẫn ở trần gian, vẫn đi theo mẹ, và đôi lúc có chút ganh tị với những người anh em mà vẫn được sống trên trần. Nên là họ cũng đáng lẽ họ không được sinh ra như vậy, cũng được làm con của cha mẹ, cũng được nuôi nấng như thế, nhưng bây giờ họ không được có thể xác để giống như những người trần gian, như những anh chị em của họ, thì họ có chút sân hận. Nên các bạn đi xem đâu đấy mà thấy rằng là có một người anh em trai gì đấy mà rất hay hận mình, hay chọc em, hoặc là hay phá em, bởi vì có chút ghen tức, đấy là chuyện hoàn toàn có thật. Và nếu như biết những chuyện như thế này, cung này xấu, thì chúng ta hóa giải bằng cách gì? Là cầu siêu cho họ. Những người anh em mà không may mắn, không được ở cùng với chúng ta trên trần gian, thì chúng ta cầu siêu cho họ, thì họ siêu thoát và họ sẽ không quấy rối, quấy phá mình nữa, và họ về cái nơi tốt hơn để sớm được tái kiếp, đầu thai vào nhà nào đấy. Còn chúng ta thì ở trần gian thì cũng sẽ không bị bấu víu, cũng sẽ công việc sẽ anh thông hơn. Đây là một lá số mà có hai cái sao tả phù hữu bật chiếu mệnh. Mệnh thiên cơ, thiên lương thì nói lên là một người rất thông minh. Thiên cơ và thiên lương là hai cái sao chủ về thông minh và tử tế. Sao thiên cơ là sao trí tuệ rất giỏi. Sao thiên lương là sao tu tập, học hành hay là việc thiện tích đức, thì cũng là một sao tốt. Thì đây là một lá số tuyệt vời, bởi vì có chòm hai cái sao thiên cơ, thiên lương, đây hai cái sao rực sáng tại cung mệnh, lại gặp thanh long nữa. Những người có thanh long thổ mệnh giống như rồng ẩn trong mây, là những người mà có khả năng tiềm tàng và phát triển một cách hoạch phát tốt. Và khi gặp được cái cơ hội tốt như chàng trai này là sau 33 tuổi thì sẽ hoạch phát, phát triển ra một cách rực rỡ. Tà phù hữu bật chiếu mệnh, ý muốn nói rằng đây là những người mà sinh ra đã được phò tá rồi,
và có hai cái sao tạp phù nổi bật, có nghĩa là lớn lên sẽ có quân quyền, có cái người mà giúp đỡ mình. Hai sao tạp phù nổi bật là hai cái sao không thể thiếu cho bất cứ một vận mệnh của bất cứ ai, nếu cung mệnh có đẹp bao nhiêu chăng nữa nhưng mà thiếu tạp phù nổi bật đó thì cũng sẽ là một con người cô đơn, không có nhiều người phò tá, không có những người bạn thân. Như đây là một lá số của cả tạp phù nổi bật chiếu mệnh, là một người mà có rất nhiều quân cán quân quyền sau này, nhiều người giúp đỡ, nhiều bạn thân, và là cái có hai cái tả hữu, hai cái gậy hai bên để mà phát triển đường dài. Và đây là một người tương đối độc lập, khả năng của này là một người tương đối độc lập về mặt tài chính, độc lập về mặt công việc. Bởi vì sao? Bởi vì anh này anh có hóa lộc và hóa quyền nhị hợp với cung mệnh nhị hợp. Đương nhiên là trong tử vi ấy, là xung chiếu những cái sao mà nằm tại cung ấy, ví dụ nằm tại cung mệnh là tốt nhất đó. Hoặc là chiếu trực tiếp từ cung xung chiếu thì tốt thứ hai, và tốt thứ ba đấy là tam hợp. Tam hợp thì hôm trước các bài trước đã hướng dẫn các bạn tính tam hợp rồi, là chúng ta luận cái cung nào thì tam hợp của nó chính là năm cung, chúng ta đến từ 1 đến 5. Ví dụ như tam hợp của mệnh bao giờ cũng sẽ là quan lộc và tài bạc. Thì ở đây ấy, cái sao nhị hợp nó cái tác dụng nó không lớn, vậy là hóa quyền và hóa lộc của đương số này chiếu mệnh nhưng nó không tác dụng, nó không được lớn lắm đấy. Và dù sao thì cũng có hai sao hóa quyền hóa lộc chiếu mệnh, là một người mà gì có quyền lực, và có hóa lộc là một người sau này cũng biết cách buôn bán làm ăn rất là tốt. Thân lại cư tài bạch nữa thì đây là một người thích làm giàu, và cung thân của đương số có thiên đồng thái âm là cũng tốt, cũng đương đối tốt. Mặc dù mệnh tốt nhưng thân không được tốt lắm thì có nghĩa là gì, là đây là một cái người mà tư duy thì rất giỏi, rất thông minh, nhưng lúc hành động ấy, thì không thành công bằng tư duy của họ, nghĩa là luôn luôn nghĩ thì rất sâu xa nhưng làm thì lại hơi hời hợt một chút, không được thành công. Và để khắc phục vấn đề này ấy, thì đương số cần phải luyện tập để làm sao cái khả năng hành động của mình nó phải chín chắn hơn thì sẽ sớm thành công. Một cái chòm sao nữa mà chiếu vào cung thân của đương số, mệnh của đương số thì không có hóa khoa đấy. Hóa khoa nói được về sự học hành, cái sự may mắn trong thi cử rồi kiến thức, nhưng đương số rất may mắn bởi vì cung thân ấy, cư tài bạch lại nhị hợp với hóa khoa. Đây là một lá số kỳ tài mà toàn có sao nhị hợp, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền toàn nhị hợp với cung mệnh, cung thân đó. Chính vì thế là nó mặc dù có tất cả mọi thứ, có tam hóa nhưng nó toàn nhị hợp nên là nó không được mạnh lắm. Đấy là cũng rất tiếc, một lá số rất đẹp nhưng mà lại toàn nhị hợp. Cung quan lộc của đương số này có một cái chòm sao là thiên mã, điếu khách, rồi thiên khốc, thì trong tử vi người ta hay gọi tắt là mã khốc khách, và luận ra ấy là mã, chúng ta hay trêu nhau nên gọi là mã khúc khích. Người nào mà rơi được cái chòm mã khúc khách này vào cung quan lộc thì có số làm showbiz, số showbiz, số nổi tiếng, số tham gia vào làm việc những việc về văn chương, nghệ sĩ, ca nhạc, mang cái chất hoạt động nghệ thuật. Họ có thể làm tóc rất là tốt, họ có thể hát hay, họ có thể tham gia vào làm phim, họ có thể tham gia đóng diễn làm diễn viên, tham gia làm ca sĩ, hoặc là múa, hoặc là kịch, một cái bộ môn nghệ thuật nào đấy mà họ rất là nổi tiếng. Và anh chàng này ấy, thì cái từ 33 tuổi trở ra thì cái mã khốc khách của anh ấy phát triển và anh ấy sẽ rất là người nổi tiếng trong công việc. Anh ấy làm việc gì cũng sẽ là người nổi tiếng, rất dễ nổi tiếng, có số showbiz. Thêm nữa là cung mệnh của anh ta là sơn đầu hỏa, và cái cung cái thiên mã của anh ấy lại đóng ở cung kim đó, kim này, kim và hỏa, vậy là hỏa khắc kim, nghĩa là cung mệnh của anh ấy khắc chính thiên mã của anh ấy, nên là chính vì thế nên là mã khốc khách đóng ở đây là không được thuận lắm, không được thuận bởi vì nó không tương sinh với nhau. Nhưng từ 33 trở ra anh cũng là người rất nổi tiếng trong công việc, làm nghề rất nổi tiếng. Về cung phụ mẫu có hai cái sao tử vi thất sát đóng ở đây, hai cái sao tử vi thất sát đóng vào cung phụ mẫu, rồi lại gặp sao cô thần đại hao thiên không linh tinh đó, chiếu vào cung phụ mẫu đấy. Thì đây là một cái gia đình mà cung phụ mẫu
trợ giúp cho đường số tương đối tốt. Và anh tao là một người sau này rất có hiếu với bố mẹ, rất có hiếu với bố mẹ. À, cùng Phúc Đức của anh Vô Chính Diệu gặp cái tròn thiên đồng thái âm rực sáng ở đây chiếu lên, thì đây cũng là một người sinh ra cũng công phúc đức tốt, à, âm phần tương đối ổn định tốt, rồi có một cái tiền kiếp tốt, à, trong nhà trong họ hàng thường có văn xương ân quang phong cáo, thì là những người có tính nghệ sĩ, tính nghệ sĩ. Và cái phung phúc đức Vô Chính Diệu này khiến sẽ bổ phúc cho anh và phát triển rất là tốt trong những năm mà sau 33 tuổi là được hưởng cái một cái phúc tốt và là một cái người mà sau này tương đối giàu có. Về cung điền trạch thì cung điền trạch ở đây Vô Chính Diệu gặp Vũ Tham đồng hành chiếu lên, thì đây là một người sau này rất là giàu, giàu có và nhiều đất cát ở khắp nơi. Nhưng tiếc rằng quả tú địa không và địa kiếp thiên đình chiếu vào nên là đất nào cũng có nặng, đất chỗ nào cũng nặng. Phong thủy về âm trạch của đương số này rất xấu, dễ sau này được sở hữu những mảnh đất mà có cốt có vong ở trong đất, nên cần phải biết là sau này cái nghiệp của mình là hay phải dính phải cái đất như thế, nên cần phải biết nhờ thầy kiểm tra và hóa giải xem có cốt không, có vong không, cầu siêu cho họ thì sẽ về âm trạch cũng rằng sẽ cái đưa số là tốt, là sẽ phát triển được và có sức khỏe tốt. Về cung nô bộc thì đương số có hai cái liêm trinh phá quân đóng đây, hai sao liêm phá là hai cái sao nô bộc hư, nên là có những cái bạn người bạn rất là hư thân liêm phá, nên là hết sức cẩn thận đề phòng bạn bè, bởi vì bạn này á, là phục binh này, cung nô bộc của bạn ấy có hai cái tròm liêm phá này là ngỗ ngược, bạn bè ngỗ ngược hơi có tính chất xã hội đấy. Rồi địa kiếp đào hoa này thiên hình thì chiếu một cung nô bộc cũng khiến cho có những cái người bạn không tốt sẽ lôi kéo mà ảnh hưởng đến trục trặc đến một chút đến dây dưa đến pháp luật. Nên lại cũng có sao quan phủ đây này chiếu một cung nô bộc nữa, nên là bạn bè có nhiều người bị bắt, nhiều người bị công an hỏi là không tốt, đó là cung nô bộc. Rồi cung nô bộc lại có sao thai đóng ở đây nữa, rồi đào hoa gặp địa kiếp nữa, cũng số cũng dễ làm cho con nhà người khác có vấn đề về đây này. Đào hoa gặp địa kiếp gặp sao thai này, rồi có quan hệ trước hôn nhân làm cho những cái việc đấy nó diễn ra và đề phòng cẩn thận, không có là kẻ không tốt lắm. Về cung thiên di của đương số rất là đẹp, có thái tuế đóng vào đây và có quốc ấn. Rồi có hoa cái, thì đây là một người rất là điệu đà, vì sao hoa cái là một cái sao mà trang điểm trang sức điệu đà. Rồi thái tuế là một người ăn nói cũng tương đối khôn khéo và có số đi xa về gần, có số xuất ngoại, đây là một người có số xuất ngoại, có khả năng đi dịch chuyển được rất nhiều nơi và tốt. Cung tật ách, rồi có sao thiên phủ, cung tật ách có sao thiên phủ, sao đại hao, nên là sau này á là có những cái bệnh như là bệnh đau dạ dày này, rồi bệnh trĩ này. Đấy, nên là về hậu vận từ 63 tuổi trở ra là phải lo lắng cho sức khỏe một chút đi nhá. Cùng tài bạch có thiên đồng thái âm, hai sao thiên đồng thái âm thì nửa đời đầu thì kiếm tiền hơi vất vả một chút, như là trước 33, và tiền tài là tụ tán thất thường, và có phục binh tang môn đóng đây thì dễ bị mất cắp mất trộm ăn chặn ăn bớt đấy. Nhưng sau về hậu vận là từ 33 tuổi trở ra, đây là một người rất thuận lợi trong việc tiền bạc, kiếm tiền bạc thuận lợi và giàu có. Cung con là hai cái sao Vũ Tham đồng hành này gặp cung âm, nên sau này con gái nhiều hơn con trai và các những đứa con ấy là rất là đẹp. Thiên Khôi đóng cung con, Thiên Khôi chính là cái sao đẹp. Thiên rồi sao Hóa Khoa đóng ở cung con là những đứa con học hành rất là tử tế và tốt. Hóa Lộc Hóa Quyền chiếu về cung con đấy, thì đây là một lá số mà tròn tử vi này, thất sát này, rồi Vũ Tham chiếu thiên đồng thái âm, rất nhiều sao chính tinh hội hợp chiếu của cung con tốt, nên đây là một người là sau này có lá số cũng sinh ra những đứa con rất là tài ba, những đứa con gái rất là đẹp, học rất là giỏi. Cung con là cung đẹp nhất của đương số. Về cung vợ có sao thái dương cự môn đóng tại cung vợ, thì đây là một người mà sẽ lấy được một người rất là giỏi, là một người có trí tuệ, biết cách chăm sóc gia đình, nhưng mà hóa kỵ đóng hãm địa, đóng ngay tại cung vợ. Rồi thiên không nằm tại cung vợ, nên là sau này hai vợ chồng xung khắc về mặt ngôn ngữ hay tranh luận tranh tụng. Và quan phù đóng vào đây nữa thì nếu mà không cẩn thận là gì, là đào hoa gặp địa kiếp này nó diễn ra ở cung nô bộc có sao thai, là bạn sẽ chia tay vợ vì có người khác, nhớ hết sức cẩn thận. Về cung huynh đệ thì đã phân tích rồi, thiên tướng hãm địa gặp toàn những sao xấu ở đây, nó diễn ra là gì, là có những người anh em đã mất rồi của đương số này,
chưa được siêu thoát, nên là cần cầu siêu cho họ để giúp cho họ, để cho đương số này có một cuộc sống tốt hơn. Ở đây là một lá số đẹp và có một khả năng quân sư tài ba, hoặc là có một cái năng khiếu về nghệ thuật, về phù hợp với làm những công tác trong nhà nước, bởi vì có sao quốc ấn này chiếu vào cung bạch thanh long nữa. Nếu có điều kiện thì làm những ngành như nghệ thuật đấy, nghệ thuật, rồi làm nghề tư vấn, rồi làm về đầu tư về sản xuất phim ảnh, hoặc là nghề gì liên quan đến showbiz thì rất phù hợp với đương số. Đây là một lá số rất đẹp, và cái vận hạn của đương số thì chủ yếu nó rơi vào năm 23 tuổi, là năm nay, là năm có sao quả tú địa không gặp sao mộ này, là năm sẽ tình duyên rất là lận đận, và đương số sẽ không vui vẻ lắm về chuyện tình duyên. Tiếp nữa là có thể bị tai họa năm 25 tuổi là cẩn thận, là mất tiền, mất cắp, mất tiền nhá. 26 tuổi là hơi có chút dính dáng pháp luật vì bạn bè đấy. 27 tuổi là năm đấy dễ cưới vợ, và năm 28 tuổi là năm dễ trục trặc, lại tiếp tục có đào hoa địa kiếp thì sẽ xảy ra một cái mối tình mà chóng vánh với một cô gái nào đấy mà ảnh hưởng đến gia đình gia đạo. Đấy là những cái hạn của đương số. Rồi sức khỏe nhớ để ý là bệnh dạ dày, bệnh dạ dày và bệnh đại tràng, khéo mà nó phát rồi đau răng, thái tuế tuế phá tại bệnh là người đau răng hay bị đau răng. Đấy là những cái bệnh mà cơ bản đối với đương số. Một vấn đề nữa xin dặn đương số là quan tâm nhất đến hai cái sao không kiếp nằm cung huynh đệ và cung điền trạch, phải hóa giải hai cái này đi thì đương số sẽ rất là tốt và sẽ có một cuộc sống tương đối ổn định, và từ bốn đại vận từ 33 tuổi trở ra công việc thành công, và năm 37 tuổi là năm hạn họa hạn cũng liên quan đến tình duyên, cẩn thận. Năm 44 tuổi cũng thế, và 46 tuổi cũng là năm hạn rơi vào cung này, là cung hạn của đương số, cung huynh đệ này, cũng cẩn thận là những hạn về tình duyên đào hoa mà diễn ra hỏng mất gia đạo, trục trặc với vợ. Đấy là đương số có mã số đương số sinh năm 94, và đây là một người anh em của đương số nữa, thầy cũng sẽ xem luôn. Đây là một lá số mà có cung mệnh vô chính diệu, vô chính diệu. Đấy, lá số này thì cũng là một lá số tương đối ổn định, bởi vì cung phúc đức của đương số tương đối tốt. Đấy, cung đức tốt. Nhưng có hai địa không địa kiếp phục binh đóng ở đây ấy, thì nhớ rằng là đời nào của đương số trong họ cũng sẽ có một người hơi ngớ ngẩn, một hai người hơi ngớ ngẩn. Và đương số này lại sinh vào giờ phạm và giờ kim xà thiết tỏa nữa, nên hơi khó nuôi một chút. Đương số này nhìn vào thì chỉ có thấy tiền là tiền thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là lộc tồn tại mệnh. Thứ hai nữa là sao thái tuế nằm cung tài bạch, lại có hóa quyền nằm cung tài bạch rất đẹp. Mặc dù thiên lương hãm nhưng toàn tướng quân tả hữu, ân quang thiên quý quốc ấn giải thần hóa quyền nằm cung tài bạch. Thì đây là một người chủ định của anh ấy ta là kiếm tiền. Rồi hóa lộc nằm cung thiên di chiếu cung mệnh. Đấy, rồi lại tròm vũ khúc thiên phủ nằm cung điền trạch, nó cũng là một cái sao. Cơ bản là đây là một người sau này làm kinh tế tốt, vì có nhiều ý tưởng kiếm tiền, nhiều ý tưởng kiếm tiền. Và những người mà mệnh vô chính diệu bao giờ cũng rất là tài năng, vô tài năng. Và thân cư mệnh thì hơi có chút bảo thủ, thân cư mệnh hơi có chút bảo thủ. Cậu này là có cung huynh đệ, có sao liêm trinh, là anh em sau này là rất giàu có đây này. Đó. Rồi cô thần Đà La này cũng có anh thì em, anh chị em mất sớm này nhá. Rồi cung phúc đức là có sao phục binh này, địa không địa kiếp đóng ở đây này, là âm phần cũng có hơi có chút rối ren, nên cũng nên kiểm tra một chút xem lá số của ông anh thì không ra, nhưng ông em thì có một cái chút âm phần hơi có chút rối ren này, thì phục binh đóng ở đây là dễ nhầm mộ. Đây là một lá số mà cung quan lộc rất là đẹp, cung quan lộc rất là đẹp, vì nhật nguyệt gặp tuần triệt thì mới hay. Thì đây là một người sau này chủ về
công việc về rất có lộc, làm việc phải liên quan đến tâm linh. Đấy. Toàn những sao bạch hổ hoa cái long trì quần cát, ở đây là một người có căn tứ phủ nữa cơ. Đấy. Là một người hơi có căn quả tứ phủ rồi, có cái chút tâm linh nằm cung quan lộc, có khả năng cảm nhận tốt và hay làm những cái việc mà liên quan tới tâm linh. Đấy. Anh ta cũng có lộc, tất cả hóa lộc về lộc tồn chiếu mệnh, hóa khoa cũng nằm cung tân ách, nhị hợp với cung mệnh cũng là tốt, và cũng giống như người anh của mình cũng đều có tà phù hữu bật chiếu mệnh. Đấy. Anh này lại còn có cả hóa quyền chiếu mệnh cơ. Đấy. Nên là sau này là một người tương đối thuận lợi bởi vì có khoa lộc quyền chiếu mệnh. Đấy. Hơn hẳn, đẳng cấp hơn hẳn ông anh là nó chiếu thẳng, còn ông anh thì nó chỉ nhị hợp thôi, nên có những cái việc nó nổi trội hơn. Và đây cũng một là một lá số mà tương đối giàu có, bởi vì cung điền trạch có vũ khúc thiên phủ. Đấy, thì rất là giàu. Và cái sao vũ khúc mà đi với sao thiên phủ thì không sợ sao triệt này mấy. Sau 35 tuổi đây là người rất có duyên với tiền bạc, đất cát, điền sản, ô tô. Về cung phụ mẫu thì có hồng loan quan phủ thiên hình đóng đây. Nhìn vào đây thì hai bố mẹ không được hạnh phúc lắm. Hai bố mẹ trong hai lá số của anh em này thì bố mẹ không được hạnh phúc cho lắm. Đào hồng quan phủ đóng vào đây thì hơi phức tạp một chút. Về cung điền trạch thì đây là một người sau này rất là giàu có, bởi vì có điền sản đất cát khắp nơi, nhưng sẽ có một thời gian phải bán hết đại sản đi lên đại hao là cung điền trạch để trả nợ. Đấy, vì sẽ có những năm mà sẽ ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh mà nợ nần, lâm vào nợ nần, nhưng lại sẽ lấy được thôi. Và người này cũng có duyên để kinh doanh đất cát. Cung quan lộc rất tốt. Cung nô bộc cũng là một người mà người này thì cung nô bộc thì lại tụ tán thất thường, tham lang đóng cung nô bộc thì cũng là một anh chàng mà chơi với bạn, tình bạn lại tụ tán thất thường, nay thế này mai thế khác, cũng không được có những người bạn nào tốt trước 35 đâu. Về cung thiên di thì gặp sao tuần đóng thì cũng thế, cũng là đi ra không được gặp thời lắm, lúc thì đi ra ngoài tốt nhưng lúc không tốt, và càng hậu vận thì nên mới đi xa. Đây là một người nên gần nhà, nên làm ăn gần nhà thì tốt, bởi vì thân cư bệnh rồi thiên di lại bị vây hãm nữa thì nên làm ăn gần nhà tốt hơn. Cung tật ách thì không vấn đề gì, bởi vì cung sao tử vi thiên tướng nằm cung tật ách, nó sẽ hóa giải tất cả các bệnh tật. Và về già thì đương số có bệnh máu một chút, không quan trọng lắm, vì cung tật ách này tốt, đây là một người sức khỏe tuyệt vời đấy. Và mệnh thì hơi nóng tính chút thôi. Cung tài bạch có sao thiên lương. Sao thiên lương này là cái sao mà không thuận về tiền bạc nếu như kinh doanh những cái ngành khác, nhưng nếu mà biết làm những cái việc có tâm có đức, ví dụ như là làm cho một tổ chức nào đấy phi chính phủ không có lợi nhuận là cũng một cái việc tốt này, hoặc là tham gia vào làm những cái việc mà cái công tác liên quan đến việc tâm linh thì cũng dễ dàng và thuận lợi trong việc có lộc có tài, bởi vì thiên lương là cái sao tu tập. Đấy. Ví dụ như là kinh doanh vàng mã, hoặc là kinh doanh những đồ liên quan đến Phật pháp, quần áo Phật, hoặc của các sư, rồi tóm lại là bát hương, rồi rất nhiều thứ liên quan tới tâm linh. Mà đồng chí này mà kinh doanh thì rất là lợi và sẽ có rất nhiều tiền, tích tụ được nhiều tiền. Cùng tật ách có sao thất sát đóng ở đây, cũng là con cái, cũng là những đứa thông minh xuất sắc, nhưng mà sau này nó hợp với những ngành như binh nhập, công an, quân đội, tòa án. Và đào hoa thiên không nằm cùng con ấy, là sau này có những đứa con sẽ nhân duyên với Phật pháp lắm đấy nhỉ. Cùng vợ thì có thanh long tang môn. Đấy, thì đây là một cái người mà sau này có số hay xa phải xa vợ, vợ cũng là một người rất đẹp, được lấy vợ đẹp, hơi xa vợ một chút. Cùng huynh đệ tốt, anh em nhờ được nhau. Về cung thân cư mệnh thì hơi bảo thủ một chút. Thế thì đây là một lá số mà nên làm những cái ngành mà thầy hướng dẫn, và các đại vận này từ 15 tuổi mà đến 24 tuổi thì rất khó trong chuyện yêu đương, bởi vì nó đang rơi vào cái tròm cô thần, nên là yêu đương hơi trục trặc, tình duyên không thuận lợi từ 15 đến 24 tuổi. Sau 25 tuổi trở ra thì nó rơi vào cái sao tăng môn, nó đóng ngay tại cung 25, nên là dễ trong nhà sẽ có tang lớn. Đấy, có tang từ năm 25
hoặc là trở ra hoặc là 25 hoặc là 26 hoặc 28 nó dễ ra cái diễn là cái việc dễ nó tan trong gia đình. Và từ năm 25 tuổi trở ra công việc tương đối thuận lợi, tương đối thuận lợi. Từ 35 tuổi trở ra thì tập trung lo lắng cho con cái là nhiều và có nhiều cái thứ hoạch pháp trong công việc và vợ chồng xa nhau. Đấy, đào hoa gặp tiên không, vợ chồng chẳng xa nhau hoặc là ly thân. Từ 45 tuổi trở ra tập trung về mệnh việc kiếm tiền, tập trung về mệnh kiếm tiền. Đó. Và nó rơi vào cái sao thái tuế, cái tròn thái tuế này hoạch pháp một cách bất ngờ và dễ là người có thăng chức, có chức sắc quyền lực được thăng tiến từ năm 45 trở ra rất là lớn. 55 tuổi trở ra cũng là tròn tử vi thiên tướng này cũng là tròn tốt và phát. 65 tuổi trở ra là cũng tiền sở hậu thành, việc gì hơi chắc trở một cái rồi mới thành công. Thì nói chung đây là một lá số cũng rất là tốt và nếu có điều kiện thì cũng nên kinh doanh những cái thứ mà thầy hướng dẫn rồi. Và đây là một cái người mà sau này sau 35 tuổi cũng giàu có, cũng nhiều xe cộ đất cát điền sản, nhưng có sao đại hao nằm ở đây cung điền trạch này, nên là cẩn thận, không nên kinh doanh buôn bán quá mạo hiểm sẽ ảnh hưởng đến mất tiền. Rồi cung Phúc Đức có phục binh địa không địa kiếp đóng ở đây thì cái âm phần thì rất tốt, nhưng bản chân những cái sao này là cái sao mà dễ có người âm khúc mắc, thì chúng ta cũng gia đình cũng nên quan tâm để cứu giúp cho các vong linh gia tiên của họ Nguyễn để cầu siêu cho họ, để họ siêu thoát thì độ cho con cháu tốt hơn. Trên đây là những cái hướng dẫn của Tử Vi Việt Nam đối với hai đương số, xin gửi cho gia chủ và mong đây cũng là một bài giúp được những người mà có một cái lá số tương tự để cải được vận mệnh của mình theo hướng dẫn của Tử Vi Việt Nam. Và đây cũng là một người đàn ông mà bản mệnh sinh cục, sinh ra là hợp ngũ hành, mệnh chủ là cự môn, thì nửa đời đầu phải dùng miệng thuyết minh, thuyết giảng là triết lý, và thân chủ là thiên cơ, thì nửa đời sau thì được làm quân sư, rồi cũng được ăn trên ngồi chóc, cũng là một người tương đối sung sướng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin đừng quên đăng ký vào kênh, nhấn đăng ký vào kênh Tử Vi Việt Nam để cập nhật các bài được nhiều hơn. Và sắp tới khi mà đủ 1.000 thành viên thì chúng tôi sẽ có những cái bài giảng riêng cho những người mà đã đăng ký một cách chuyên sâu hơn về tử vi. Để mà luận giải được lá số tử vi mà nhìn một cái mà giải được ngay thì chúng ta phải luyện các kỹ năng khác nữa, không đơn giản tí nào. Nếu mà chỉ đọc các sao không mà chúng ta không nhìn các chòm sao ấy, thì chúng ta sẽ không luận giải được hết những cái vận hạn và những cái phát của đương số. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.